Hoàng Dung xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS trên băng tần 57.6 ở miền Nam California và 16.8 ở miền Bắc California. Chương trình được phát sóng mỗi ngày từ thứ Hai cho đến thứ Sáu vào lúc 5 giờ, 7 giờ và 10 giờ sáng. Kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe. Và để mở đầu cho phần tin tức của ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một vài tin chính về Hoa Kỳ. Johnson & Johnson tuyên bố mũi tiêm thứ ba giúp bảo vệ cơ thể không bị nhiễm COVID-19. Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ thống trị Đảng Cộng Hòa vào năm 2024. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin chi tiết. Sotheby's bán đấu giá bản in hiến pháp Hoa Kỳ đầu tiên. Vào tháng 11 này, Sotheby's sẽ bán đấu giá ấn bản đầu tiên của hiến pháp Hoa Kỳ, các tài liệu lịch sử thuộc sở hữu của Dorothy Tapper Goldman. Theo CNN, một trong 11 bản in duy nhất ở Hoa Kỳ được đưa ra bán đấu giá có thể thu về tới 20 triệu Mỹ Kim. Bản sau này là một trong 500 ấn bản chính thức chưa được ký tên. Văn bản cuối cùng của tài liệu đã được trao tận tay các đại biểu tham dự Hội nghị Công ước Lập hiến năm 1787 và Quốc hội Lục địa của Hoa Kỳ. Trong số 11 ấn bản gốc còn tồn tại đến ngày nay, thì đây là ấn bản duy nhất nằm trong tay tư nhân là bà Goldman, nhà từ thiện có trụ sở tại New York. Bà Goldman nhận được tài liệu quan trọng trên của người chồng quá cố là ông Howard, nhà kinh doanh bất động sản và cũng là nhà sưu tập các tài liệu lịch sử nổi tiếng có chữ ký của người sở hữu. Ban đầu, ông mua tài liệu quý hiếm trên của một nhà sưu tập tư nhân có trụ sở tại Philadelphia vào năm 1988 với giá là 165.000 đô la. Trong 3 thập niên kể từ đó, bản gốc ấn bản hiến pháp Hoa Kỳ đã được cho mượn để trưng bày tại một số cơ sở văn hóa khắp Hoa Kỳ như là Tối cao Pháp viện và Hiệp hội Lịch sử New York. Ấn bản hiến pháp được cho là hiếm hơn bản tuyên ngôn độc lập, dự kiến được bán với giá từ 15 cho đến 20 triệu Mỹ Kim trong đợt bán đấu giá các tài liệu lịch sử của Dorothy tổ chức tại New York vào ngày 23 tháng 11 năm nay. Trong khi phần thứ hai là cuộc bán hàng trên mạng, theo dự tính sẽ kéo dài từ ngày đó cho đến ngày 2 tháng 12. Tài liệu lịch sử quý hiếm sẽ được trưng bày ở Los Angeles, Chicago và Dallas trước khi được đưa trở lại Big Apple trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá. Johnson & Johnson tuyên bố mũi tiêm thứ ba giúp bảo vệ cơ thể không bị nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, theo kết quả thử nghiệm mới nhất của công ty dược phẩm Johnson & Johnson, thì người được tiêm vaccine Johnson & Johnson COVID-19 được bảo vệ để chống lại COVID-19 trong một thời gian dài. Công ty này nói rằng vaccine COVID-19 đã được chứng minh là có khả năng bảo vệ 66% bệnh nhân bị bệnh vừa và nặng trên thế giới, và mũi tiêm nhắc 6 tháng sau khi được tiêm liều thứ hai sẽ giúp người được tiêm tăng kháng thể gấp 12 lần. Johnson & Johnson hôm nay công bố tin trên sau cuộc thử nghiệm lần thứ ba. Theo Matthew Mamen, người đứng đầu toàn cầu về nghiên cứu và sản xuất của công ty Johnson & Johnson, thì mũi tiêm thứ ba của công ty tạo ra phản ứng miễn dịch lâu dài ở cơ thể người được tiêm. Số liệu riêng của Pfizer cũng cho thấy các mũi tiêm nhắc có thể khôi phục sự hữu hiệu của vaccine đến 95%, cùng với vaccine Moderna 6 tháng sau hai liều ban đầu. Bất chấp thông báo của Tổng thống Joe Biden nói rằng Hoa Kỳ có kế hoạch tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba cho người Mỹ đã được tiêm phòng, vẫn chưa rõ là khi nào thì chiến dịch tiêm liều vaccine COVID-19 thứ ba sẽ được tiến hành rộng rãi cho tất cả công chúng. Giới chức y tế Tổ chức Kiểm soát Thực phẩm và Thuốc men của Hoa Kỳ đã khuyến cáo chính phủ tiêm mũi thứ ba vaccine Pfizer hoặc là Moderna cho một nhóm dân số hạn chế gồm có người bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng. Nhưng trong tuần qua, thì tổ chức này không chuẩn thuận cho tiến hành chiến dịch tiêm liều vaccine COVID-19 thứ ba Pfizer-BioNTech cho người từ 16 tuổi trở lên, mà chỉ tiêm cho người trên 65 tuổi và những người có bị bệnh và dễ bị tổn thương. Và bản tin kế tiếp cho biết, 62% người Mỹ đề nghị xác lập quyền phá thai sau vụ Roe kiện Wade. Thưa quý vị,
hơn 6 trên 10 người Mỹ được hỏi ý kiến trong cuộc thăm dò dư luận nói rằng phán quyết của tòa án trong vụ Roe kiện Wade vào năm 1973 cho phép phụ nữ Hoa Kỳ phá thai nên được giữ nguyên. Cuộc thăm dò dư luận do trường đại học Monmouth tiến hành cho thấy 62% người Mỹ ủng hộ việc giữ nguyên giá trị cho phá thai theo phán quyết của tòa cao pháp viện. Xin lỗi quý vị, tòa cao pháp viện vào năm 1973, trong khi 31% nói rằng nên xem xét lại. Kết quả cuộc thăm dò dư luận trên cũng đồng thời cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ các đảng, với 51% đảng viên Cộng hòa nói vụ Roe kiện Wade nên được xem xét lại, trong khi 78% đảng viên đảng Dân Chủ và 66% đảng viên độc lập cho rằng nên để nguyên. Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự khác nhau về tính hợp pháp của việc phá thai. 33% người Mỹ nói rằng cần hợp pháp hóa hành động phá thai, trong khi 29% nói nên hợp pháp trong điều kiện hạn chế. 24% cho rằng hành vi phá thai là bất hợp pháp, ngoại trừ các trường hợp như là hiếp dâm, loạn luân hoặc là khi tính mạng của người mẹ bị đe dọa, trong khi 11% cho rằng phá thai cần bị coi là hành vi bất hợp pháp trong mọi tình huống. Cuộc thăm dò của trường đại học Monmouth được thực hiện qua điện thoại từ ngày 9 cho đến ngày 13 tháng 9, thu thập ý kiến của 800 người trưởng thành khắp Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ thống trị đảng Cộng hòa vào năm 2024, thưa quý vị. Theo cuộc khảo sát của Viện Thăm dò Dư luận Harvard Caps Harris Poll được công bố vào hôm thứ Hai, thì cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành quyền được đề cử cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024 của đảng Cộng hòa GOP. Gần 6 trên 10 cử tri đảng Cộng hòa được khảo sát ý kiến, tương đương 58% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu để đưa cựu tổng thống trở lại cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024, cho thấy đảng đã sẵn sàng cho cựu tổng thống Donald Trump một cơ hội khác sau thất bại trước tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Họ cũng nói rằng không có ứng cử viên đảng Cộng hòa nào có triển vọng cho chiếc ghế ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2024 sánh ngang với cựu tổng thống Donald Trump. Cựu phó tổng thống Mike Pence đứng ở vị trí thứ hai với 13% sự ủng hộ của các cử tri GOP, trong khi thống đốc tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis, một ngôi sao đang lên của đảng Cộng hòa, chỉ được 9% sự ủng hộ. Trong khi đó, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley và thượng nghị sĩ Marco Rubio tại tiểu bang Florida được xếp ở vị trí thứ tư, mỗi người nhận được 3% số phiếu ủng hộ trong cuộc thăm dò dư luận. Theo ông Mark Penn, người đồng giám đốc cuộc khảo sát Harvard Caps Harris Poll, thì hiếm khi các ứng cử viên tổng thống bị đánh bại được quay trở lại, thì cựu tổng thống Donald Trump có vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, đặc biệt trong số những người tận tụy nhất của đảng Cộng hòa. Truy tố 3 người đàn ông cướp của 70 phụ nữ Á Châu ở vùng vịnh Bay Area. Thưa quý vị, vào hôm thứ Sáu, Văn phòng Biện lý quận Santa Clara đã truy tố 3 người đàn ông có liên quan đến hàng loạt vụ cướp nhắm vào hơn 70 phụ nữ châu Á khắp Bay Area. 3 người này gồm có Dara Blanks, 23 tuổi, và Anthony Robinson, 24 tuổi, đã bị bắt vào ngày 8 tháng 9. Theo CBS San Francisco, trong khi cố gắng chạy trốn cuộc rượt đuổi của cảnh sát, thì Robinson đã làm một đứa trẻ 2 tuổi cùng với người cha bị thương trong một vụ va chạm xe hơi. Nghi can thứ ba là Cameron Moody, 27 tuổi, đã bị bắt tại Union City vào hôm thứ Sáu. Vụ bắt giữ đã kết thúc một cuộc điều tra được khởi động vào cuối năm 2020. Robinson khai với cảnh sát sau khi bị bắt rằng mục tiêu của ông đã tấn công là người châu Á chứ không quan tâm đến tuổi tác hoặc là giá trị của món đồ cướp giật. Các nghi can trên đã thực hiện hàng loạt vụ cướp và giật ví khắp San Jose, San Pablo, Hayward, East Palo Alto, Newark, San Leandro, Fremont, Campbell, Dublin và Milpitas. Bằng chứng thu thập được cho thấy các bị cáo đã nhắm vào các nạn nhân dựa vào chủng tộc vì họ là phụ nữ châu Á, không sử dụng dịch vụ ngân hàng mà chỉ mang theo tiền mặt để sử dụng. Văn phòng Biện lý quận Santa Clara đã truy tố 3 nghi can vì phạm hơn 70 tội danh cướp tài sản và tội căm thù chủng tộc.
Robinson đang bị giam giữ mà không được đóng tiền bảo lãnh, trong khi tiền bảo lãnh của Plank được ấn định là 500.000 đô la. Moody sẽ ra hầu tòa trong tuần này, thưa quý vị. Quay sang một bản tin khác, thì nhà hàng ở New York không cho phép Tổng thống Brazil Bolsonaro bước vào vì ông đã không đeo khẩu trang. Nhân vật hoài nghi về sự hữu hiệu của vaccine COVID-19, Tổng thống Brazil là ông Bolsonaro đã nhận được vé vào các nhà hàng của Liên Hiệp Quốc nhưng bị cấm cửa tại một nhà hàng ở New York. Hôm qua, Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro đi dạo bên ngoài khách sạn nhân chuyến tham dự phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đã cùng với Chủ tịch Ngân hàng Liên bang Caixa Econômica Pedro Guimarães, tướng Luiz Eduardo Ramos, Bộ trưởng Du lịch Gilson Machado Neto, Bộ trưởng Y tế Marcelo Quiroga đã thưởng thức một miếng pizza ở vỉa hè thay vì ăn tối tại các nhà hàng sang trọng ở New York vì họ không tiêm vaccine COVID-19. Đó là cách mà Tổng thống Brazil ông Jair Bolsonaro đã dùng bữa tối trong đêm đầu tiên của ông ở New York, nơi mà không ai được phép vào các nhà hàng của thành phố mà không có giấy chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19. Người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu vốn hoài nghi sự hữu hiệu của vaccine COVID-19, khoe khoang việc từ chối vaccine COVID-19 và nói rằng hệ thống miễn dịch của ông đủ mạnh để chống lại coronavirus trước khi lên phi cơ để bay đến New York. Khi được Thủ tướng Anh Quốc ông Boris Johnson hỏi đến trong cuộc họp vào hôm thứ Hai, thì ông Bolsonaro khẳng định rằng ông chưa tiêm vaccine và sẽ không tiêm vaccine COVID-19. Trước đó, Thị trưởng New York là ông Bill de Blasio kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới, đáng chú ý nhất là ông Bolsonaro đến từ Brazil, là hãy nên tiêm vaccine COVID-19 trước khi tham dự cuộc họp của Liên Hiệp Quốc tổ chức tại thành phố New York. Ông Bolsonaro sẽ là nguyên thủ quốc gia đầu tiên phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hàng năm vào sáng hôm nay. Và vẫn tin liên quan đến tình hình Hoa Kỳ, thì chiến thắng sau cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm, ông Newsom đã tái chú trọng giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở California. Thưa quý vị, Thống đốc Gavin Newsom vừa ký ban hành một số đạo luật về nhà ở lớn nhất nhiều năm qua, bao gồm biện pháp cho phép xây dựng nhiều hơn một ngôi nhà trên các khu đất dành cho một gia đình ở California. Ông Newsom tuyên bố trong một buổi lễ ký ban hành đạo luật trên vào ngày 16 tháng 9 nói rằng cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả nhà ở đang phá hoại giấc mơ California của các gia đình, đồng thời đe dọa sự phát triển và thịnh vượng lâu dài của cư dân tiểu bang. Chỉ hai ngày sau khi được người dân California bỏ phiếu tín nhiệm bằng cách từ chối việc bãi nhiệm ông, thì ông Newsom đã quay trở lại mục tiêu giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở như là hành động quan trọng đầu tiên. Theo ông David Garcia, giám đốc chính sách của trung tâm Turner về đổi mới nhà ở tại UC Berkeley, thì sẽ mất vài năm để đưa đạo luật trên vào cuộc sống với hàng loạt khu dân cư được xây dựng rầm rộ, như là sự khởi đầu có ý nghĩa. Trong khi đó, thì những người phản đối đạo luật tự gọi mình là người California vì kế hoạch cộng đồng đang tìm cách để sửa đổi hiến pháp, khẳng định quyền kiểm soát của địa phương đối với các quyết định về quy hoạch và sử dụng đất. Để chia thành nhiều lô, cả hai lô đất đều không được chia nhỏ hơn 1.200 feet vuông và chủ nhà phải ký một bản tuyên thệ rằng họ sẽ ở trong nhà đó trong 3 năm tiếp theo để chống lại sự đầu cơ. Và đêm nay sẽ là đêm trăng tròn cuối cùng của mùa hè năm 2021. Harvest Moon sẽ thắp sáng bầu trời từ đêm hôm qua. Đây là dấu hiệu cho thấy mùa hè năm 2021 sắp kết thúc. Trăng tròn gần nhất với điểm phần của mùa thu được gọi là trăng thu hoạch vì nó mọc vào lúc hoàng hôn và buổi sáng vào buổi tối, giúp cho nông dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp trong mùa hè mù. Theo NASA, trăng tròn đạt cực đại lúc 8 giờ tối hôm qua, mặc dù xuất hiện đầy đủ trong khoảng 3 ngày từ tối Chủ nhật đến sáng thứ Tư. Năm nay, điểm thu phân ở Bắc Bán Cầu xảy ra vào ngày 22 tháng 9, thời điểm bắt đầu mùa thu. Các tên truyền thống thường được gọi là Harvest Moon như là Cool Moon, Fruit Moon và Barley Moon. Nhật báo CBS Miami cũng nói rằng trăng tròn sẽ làm xuất hiện thủy triều cao hơn bình thường ở Nam Florida. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin thế giới.
với những tin chính sau đây. Giá vé phi cơ đến Âu Châu không còn rẻ. Tài liệu của chính phủ Anh Quốc bị rò rỉ, đe dọa tính mạng của 250 thâm dịch viên người Afghanistan.